Mong ngóng chờ mong từng ngày, rồi các em thiếu nhi cũng chuẩn bị hết cả sức mình để cái ngày vui hôm nay thành hiện thực. Trong cái tâm tình này, còn với cái trách nhiệm của mình cùng với cha phó, hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn thể, cộng đồng dân chúa, đặc biệt là các em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích thiêng sức hôm nay, kính chào Đức Cha bằng một tràng pháo tay của lòng biết ơn sâu sắc. Và trong tình thân qua lòng yêu mến của Đức Cha, hôm nay chúng con cũng được đón tiếp trong niềm vui quý cha thuộc giáo phận Bùi Chu, quý cha giáo và những quý cha thân tình với chúng con. Chúng con cũng xin thể hiện bằng niềm vui và một tràng pháo tay nữa. Và giờ đây, để cho niềm vui được trọn vẹn, chúng con kính xin Đức Cha nhân thánh lễ này để tạ ơn Chúa, đồng thời xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con để chúng con được sống trong ơn thánh thần. Con xin kính mời Đức Cha và nâng danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng anh chị. Kính thưa các đoàn phục vụ rất thân mến, hôm nay là một ngày rất vui mừng của tất cả giáo xứ Đông Quang. Chúng ta cũng nên lời cha xứ Martino với giới thiệu tất cả chúng ta và thành phần dân chúa trong giáo xứ Đông Quang thánh điều này được mời gọi quy tụ về đây để hiện dân thánh lễ tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa khi chúng ta nhìn lại cuộc sống, đặc biệt hành trình đức tin của mỗi người giáo dân, hay mỗi gia đình, hay mỗi giáo họ và chung cả giáo xứ Đông Quang chúng ta. Những ngày hôm nay chúng ta mới thấy rõ hơn tình thương của Chúa và bàn tay quan phòng vô thương của Ngài luôn ấp ủ trên từng người cũng như trên cả giáo xứ chúng ta. Và hôm nay chúng ta trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa vì chúng ta qua thánh lễ tạ ơn này, chúng ta chứng kiến cũng như chúng ta dâng lên Chúa 68 em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta được lãnh nhận bí tích thêm sức. Vâng, lãnh nhận bí tích thêm sức chính là lãnh nhận tràn đầy bài hồng ân Chúa Thánh Thần, để qua đó Chúa Thánh Thần biến đổi thành hóa các em, trở nên những người tín hữu trưởng thành, trở nên những người biết sống đức tin của mình cách can đảm mạnh mẽ, cũng như biết lao giảng làm chứng về Đức Kitô trước mặt mọi người. Vì vậy chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa, cũng như cầu nguyện cho cả giáo xứ chúng ta. Vì ngày hôm nay Chúa Thánh Thần thực sự ngự xuống trên cả giáo xứ chúng ta và cách đặc biệt trên 68 bạn em thiếu nhi của chúng ta đây. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện cho sự bình an, hiệp nhất, yêu thương trong toàn giáo xứ Đông Quang thân yêu chúng ta. Cầu nguyện cho các cha xứ, cha phó đã như đang coi sóc giáo xứ thân yêu chúng ta. Cầu nguyện cho chúng các bậc thiền nhân đã tới đây sinh sống, và đặc biệt rất nhiều quý ân thân nhân đã giúp giáo xứ chúng ta xây dựng ngôi thánh đường nguy nga quý thuận này.
và chúng ta cầu nguyện cho quý vị bên thân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Và đặc biệt trong thánh lễ này, tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người giáo dân trong giáo xứ Đông Quang đã qua đời, để xin Chúa ban phần thưởng nước trời cho những người đã ra đi chôn chung tại. Với những tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây mỗi người chúng ta khi đối nhìn lại những yếu hèn, tội lỗi, thiếu sót của chúng ta và khẩn nài lòng thương xót vô cùng của Chúa, thương thứ tha thanh tẩy tâm hồn chúng ta, hầu xứng đáng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa chiều nay. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Người đã sai tôi đem tin
canh mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa và ngày báo oán của Thiên Chúa chúng ta, an ủi mọi kẻ ưu phiền, đem cho các kẻ buồn phiền ở Sion truyền viên thay cho bụi. Dầu vui mừng thay tan chế, áo hân hoan thay tâm hồn sầu muộn. Còn các ngươi sẽ được gọi là tư tế của Chúa, là thừa tác viên của Thiên Chúa chúng ta. Ta sẽ trung thành thưởng công cho chúng, sẽ thiết lập với chúng một giao ước vĩnh cửu. Dòng dõi chúng sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó.
người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như người quy định. Vì cũng như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chung trong một thánh thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh thần. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, người vào ngồi đường ngày Sa-bát và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho người cuốn sách tiên tri Isaiah. Thánh thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Người xếp lại, trao cho viên phụ trách, đoàn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ rằng, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Và ai nấy đều công nhận lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, chiều hôm nay cả giáo xứ liên quan chúng ta hân hoan vui mừng. Hân hoan không phải chỉ là một ngày lễ đặc biệt hơn những ngày lễ khác, nhưng hân hoan vui mừng vì chính hồng ân Chúa Thánh Thần ngược xuống tràn đầy trên cả giáo xứ liên quan chúng ta ngày hôm nay, và cách đặc biệt trên 68 anh em thân yêu chúng ta đây, như tôi cũng đã gợi ý và chia sẻ từ lúc đầu đấy. Và đặc biệt qua trình thuật tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe, thì thực sự ghi lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu khi bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, có nghĩa là sau khi chịu phép rửa tại sông Giô-đan và được Thánh Gioan Thầy giả làm chứng, có tiếng Chúa che trên trời cũng như Chúa Đích Thần ngự xuống Ngài qua hiệu chỉ một câu, thì Ngài trở về làng quê của người, tức là ngôi làng Nazareth, nơi người đã từng sinh sống với Đức Mẹ, và bên cạnh đó có... Vâng, tôi vừa đọc cái đoạn sách tiên tri Isaiah, mà là cái đoạn sách nói về sứ vụ của Đấng Thiên Sai, ứng nghiệm và ứng nghiệm một cách cụ thể rõ ràng, vì lời sách tiên tri Isaiah là nói về sứ vụ của tôi. Tôi được Chúa Cha sai đến trong trần gian này để thực hiện chương trình cứu độ, trưởng ma quỷ, công bố năm hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay chính tôi đọc lời này, và chính quý vị cũng nghe tôi đọc lời này,
Và tôi tuyên bố với mọi người hôm nay ứng nghiệm lời sách thánh tài quý vị vừa nghe về sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu đến trong trần gian này. Nhưng những gì mà giáo sư Tô Quang chúng ta, những gì mà chúng ta đang sống, đặc biệt trong mùa chay mục sinh vừa qua, tất cả chúng ta đã cử hành những một điều quan trọng trong đạo của chúng ta, và là những điều ghi nhớ căn bản như lắm nơi đây chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin mới 68 năm thiếu nhi sắp được lãnh nhận bí tích tinh sinh. Khi chúng ta tuyên xưng rằng có Thiên Chúa là đấng toàn năng tạo dựng trời đất, tin vào Đức Giêsu Kitô đã đến trong trần gian này chịu chết khổ hình nhưng sống lại để cứu chuộc chúng ta, tất cả những điều đó chúng ta đã cử hành đặc biệt qua mùa chay và mùa phục sinh, và tất cả chúng ta cũng như các em thiếu nhi đều nhớ đó. Trước khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa Giêsu đổ công vụ nói về việc Chúa Thánh Thần qua hình lưỡi lửa ngự xuống trên các tông đồ, và rồi các tông đồ được đầy tràn bằng ơn Thánh Thần đã can đảm mạnh mẽ ra đi để công khai rao giảng danh thánh Đức Kitô. Và những trang sách tông đồ cũng vừa tiếp theo nói về những công việc mà các tông đồ đã thực hiện, rao giảng danh thánh Đức Kitô lừa tội cho cả hàng ngàn người. Nhưng bên cạnh những điều rao giảng theo lệnh truyền của Chúa Kitô thì các ngài được ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần để sẵn sàng chấp nhận chịu đánh đòn, chịu đóng ngục, chịu giết chết để làm chứng về những điều mình rao giảng. Những điều đó là để rao giảng và quy tụ người ta lại nhờ danh thánh Đức Kitô cũng như ban phước lửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tất cả những điều đó là do hồng ân Chúa Thánh Thần ban tràn đầy trên các tông đồ và giúp cho 68 em thiếu nhi trong giáo sư chúng ta. Hôm nay Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống tràn đầy như chính trên các thánh tông đồ tần và tràn đầy niềm vui bình an của Chúa, cũng như chúng ta hiệp nhất với nhau trong tâm tình tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành nâng đỡ hướng dẫn chúng ta trong suốt cuộc sống hành trình đức tin của chúng ta. Với căn lò sắp ánh nhận bí tích thêm sức rất thân mến, Cha biết chúng con trong thời gian vừa qua chúng con đã chịu khó qua các giờ học giáo lý đặc biệt của khối thêm sức. Các con đã được các cha, các thầy rồi có ban giáo lý công tác dạy dỗ các lý cho chúng con từ Chúa Thánh Thần là ngôi ba thiên Chúa về bí tích thêm sức là một trong bảy bí tích mà Chúa Kitô đã thiết lập để ban ơn thánh đặc biệt, ban ải hồng ân Thánh Thần cho các con, và nhất là chúng con đã thuộc lòng về bảy ơn Chúa Thánh Thần mà lát nữa đây qua việc đặt tay của Cha cũng như sức dầu thánh trên trán các con để ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần là. Và cùng trong tâm tình chung vui với chúng con trong ngày hôm nay, Cha biết dù chúng con đã thuộc lòng về bảy ơn Chúa Thánh Thần, nhưng Cha vừa muốn nhắc lại cũng như cắt nghĩa thêm cho chúng con để trước hết chúng con dễ hiểu, dễ nhớ về bảy hồng ân đặc biệt này, cũng như qua phần cùng lời Chúa chính trong bài đọc một Tiên tri Isaiah cũng đã nhắc lại cho các chúng ta cách ẩn hình đó. Và các con không chỉ là thuộc lòng về bảy ơn Chúa Thánh Thần, nhưng mọi người Cha quý Cha cho sống cho phó của Cha thực tế cũng như quý chức cũng như mọi người và người lớn cầu nguyện cho chúng con ngày hôm nay một cái hồng ân để chúng con ghi nhớ suốt đời. Đó là chúng con không chỉ thuộc lòng về ơn Chúa Thánh Thần, nhưng làm sao để chúng con biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần. Những hồng ân của Chúa Thánh Thần rất quan trọng và cần thiết, và mọi người cầu xin cho chúng con để cho chúng con biết cách gìn giữ quý trọng ơn Chúa Thánh Thần, và qua đó cũng là giữ tâm hồn mình trong sạch xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần.
chúng con đã thuộc lòng về bảy ơn Chúa Thánh Thần rồi. Cha muốn phân biệt ra để cho chúng con dễ hiểu và dễ nhớ những ơn mà Chúa Thánh Thần áp đặt trên trí khôn sự hiểu biết của chúng con ngày hôm nay, để dẫn đưa chúng con và các mầu nhiệm trong đạo chúng con phải tin như lát đất đời chúng con tuyên sự cũng tin. Đó là các ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn suy nghĩ và ơn lo liệu, để tác động trên trí khôn của chúng con, qua trí khôn chúng con hiểu biết những gì trong cuộc sống bình thường mà bố mẹ các thầy cô dạy dỗ chúng con, chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng, và qua các ơn đó để chúng con đi mà hiểu những mầu nhiệm trong đạo chúng con phải tin như lát nữa đây chúng con tuyên sự tự tin biết cuộc sống trong đạo của chúng ta. Qua cái sự cố gắng đó, Chúa Thánh Thần ban cho chúng con những ơn này các đặc biệt: ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Cho nên Cha phân biệt về hai phương diện về trí khôn hiểu biết cũng như sự cố gắng cộng tác của chúng con, để chúng con sẽ sắc tín hơn điều quan trọng này. Tất cả bảy ơn Chúa Thánh Thần là rất quan trọng cũng như rất cần thiết trong cuộc sống của các con. Không có ơn Chúa Thánh Thần, các con chẳng có thể hiểu đạo cho đúng, mà không hiểu đạo được thì chẳng có thể sống đạo, sống đức tin. Mà nhiệm vụ của chúng con sau khi lấy nhận bí tích tiên sinh là còn phải loan truyền đức tin đó, giới thiệu về đức tin của mình, giới thiệu về đạo của mình cho những anh chị em khác chưa biết đạo, chưa được rửa tội như các con. Để các con đã thuộc lòng về bảy ơn Chúa Thánh Thần rồi, vậy làm sao để có thể biết cách gìn giữ tất cả bảy ơn Chúa Thánh Thần mà gìn giữ suốt cuộc đời của các con, có nghĩa là cho đến khi chết. Hôm nay chính trong lời thương của chúng con, Cha muốn chia sẻ cho chúng con gọi là hai phương thế căn bản này để chúng con ghi nhớ áp dụng. Điều đầu tiên để bảo vệ gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần là chúng con cố gắng ghi nhớ và tuân giữ 16 điều răn quan trọng trong đạo của chúng ta. Cho nói tới 16 điều răn quan trọng, vì chắc chắn từ khi học giáo lý sinh tổ đức lễ lần đầu, không em nào mà lại không thuộc hai kinh rất quan trọng mà các thầy chú đừng lễ trọng các con đều đọc chung với người lớn. Đó là kinh 10 điều răn của Chúa và kinh 6 điều răn của Thánh. 38, 39 độ đọc lắm. Rồi mặc dù chúng ta đang nghỉ hè thì cũng giống như các em thiếu nhi ngoài miền Bắc được nghỉ hè thì không phải tới trường, cho nên bố mẹ anh chị dễ mời mọc lên chúng con ở Đông Quang. Chúng con đi gần thì chúng con có thể đi tắm biển Vũng Tàu, đi xa hơn một chút đi ra những resort ở Mũi Né, Phan Thiết. Trong mùa hè này ai mà mời Cha đi tắm biển thì Cha cũng thích lắm. Nhưng qua ví dụ này, hay đi du lịch tham quan chỗ này chỗ khác thích lắm, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho chúng con ngày Chúa Nhật cố gắng tới nhà thờ để đi xem lễ ngày Chủ Nhật. Một, chúng con sẽ bình an rất nhiều vì các con đã làm và tuân giữ điều răn quan trọng trong 6 điều răn hội thánh là xem lễ ngày Chủ Nhật. Điều đó cho các con để các con hiểu rõ, và cái điều quan trọng Chúa Thánh Thần cũng sẽ nhắc nhở là cố gắng ghi nhớ và tuân giữ tất cả 16 điều răn quan trọng trong đạo của chúng ta. Và Cha nhấn mạnh điều này vì nó quan trọng ở chỗ này: Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng con không phải như Cha đang nói mà các con nghe bằng đôi tai bình thường của các con, hay bố mẹ nói là thầy cô nói các con nghe bằng đôi tai bình thường. Chúa đặt để nơi tâm hồn các con một cái điều rất tốt lành đầy đẹp, đó là tính lương tâm. Chúa đặt để cho tâm hồn các con tính lương tâm, chính là tiếng nói của Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng con điều tốt phải làm cụ thể. Như Cha vừa nhắc là tôn giữ 16 điều răn quan trọng trong đạo của chúng ta, và tính lương tâm đó cũng nhắc nhở chúng con điều nào là điều xấu xa, điều tôn trọng, tội nặng, những gì ác độc,
làm mất lòng Chúa, cố gắng tránh xa để giữ tâm hồn mình trong sạch để bảo vệ ơn Chúa thân thần. Hai cái phương thế này rất quan trọng trong tuổi của các con, vì các con đang tuổi khôn lớn rồi, các con sống ở xóm làng, sống ở trong cái xã Đông Hương Thuận này, rồi đi học trường cấp 2, cấp 3, chẳng thiếu gì những bạn bè xấu rủ rê các con làm điều xấu hay phạm tội trọng tội nặng mất lòng Chúa. Các con đã có Chúa Thánh Thần nhắc nhở các con. Điều quan trọng là các con cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần bằng làm theo thế lương tâm và chính Chúa Thánh Thần nhắc nhở các con. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, hôm nay khi trở về lần thứ hai dâng lễ tại nhà thờ giáo xứ Đồng Quang này cùng với anh chị em, trong tâm tình là ơn Chúa ngày hôm nay, tôi cũng rất vui mừng gặp lại đông đủ quý chức viên và anh chị em, và đặc biệt trong nhiệm vụ của tôi thay cho Đức Tổng Sài Gòn, Đức Tổng Giuse để ban Chúa Thánh Thần cho 68 em thiếu nhi qua nghi thức ban bí tích thêm sức mà chúng ta đang tham dự, đang cử hành ngày hôm nay. Như tôi cũng vừa chia sẻ, tất cả bảy ơn Chúa Thánh Thần là rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta chẳng có thể hiểu đạo sống đạo được, phương chi lại phải làm chứng về cái niềm tin về đạo của chúng ta. Khi trở về lần thứ hai này và dâng lễ với quý ông bà anh chị em, tôi vẫn cùng với ông quý ông bà anh chị em trong tâm tình tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp đang diễn ra trong giáo xứ Đồng Quang thân yêu của chúng ta. Và tôi luôn ngắm nhìn cái ngôi nhà thờ đẹp đẽ nguy nga của giáo xứ Đồng Quang chúng ta, và nhìn tới cái bàn thờ để được thánh hiến cũng ghi rõ ràng vào tháng 11 năm 2018, cách đây mới có khoảng 5 năm rưỡi thôi, Đức Cha Giuse Tống Mạnh Hồng trong vai trò giám quản Tổng giám phận Thành phố Hồ Chí Minh đã xức dầu thánh hiến bàn thờ này cùng với nhà thờ này để chúng ta có một ngôi nhà thờ nguy nga mỹ thuật, dâng kính Chúa, cũng như để Chúa ngự trị mà chúng ta tới đây cầu nguyện, đặc biệt dâng thánh lễ tạ ơn thiên thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay. Mỗi khi chúng ta vào ngôi nhà thờ này để cầu nguyện riêng tư hay dâng thánh lễ để thánh lễ chiều nay, chúng ta cũng nhận ra hồng ân của Chúa, Chúa ân đổ trên giáo xứ Tân Quang thân yêu chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhận ra đó là bàn tay văn phòng yêu thương của Chúa, chắc chắn chúng ta phải tạ ơn Chúa rất nhiều. Và tôi chỉ nói ví dụ tới một cơ sở vật chất như ngôi nhà thờ này của giáo xứ chúng ta, rồi sẽ còn có những ngôi nhà mục vụ, ngôi nhà giáo lý mà trong chương trình giáo xứ của chúng ta đang cố gắng để xây dựng. Đó là gì? Thưa, đó là hồng ân của Chúa ban cho chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta cũng có công góp của, nhưng trên hết và trước hết đó là tình thương của Chúa ban cho giáo xứ Đồng Quang thân yêu chúng ta. Và khi chúng ta dễ và nhạy bén trước hồng ân và tình thương của Chúa, thì hôm nay chúng ta phải tạ ơn Chúa nhiều hơn. Vì hồng ân Chúa Thánh Thần như tôi vừa chia sẻ là hồng ân rất quan trọng cũng như rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Những cơ sở vật chất cũng là cần thiết cho sinh hoạt giáo xứ, nhưng về đời sống thiêng liêng thì mãi hồng ân Chúa Thánh Thần mà các em thiếu nhi nhận lại ngày hôm nay, cũng như chính chúng ta, đặc biệt các phụ huynh, những người bố mẹ đỡ đầu, chúng ta nhớ là cái hồng ân này chúng ta đã lãnh nhận từ khi còn nhỏ, để cùng với các em tạ ơn Chúa và chúng ta cầu nguyện cho nhau để với ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn đầy trên giáo xứ Đồng Quang chúng ta trong ngày hôm nay. Ước mong từ các em thiếu nhi như các bậc phụ huynh, các bậc cao niên, người lớn, chúng ta nhớ tới hai phương thế quan trọng trong buổi chia sẻ với em thiếu nhi để bảo vệ ơn Chúa Thánh Thần. Trước hết cố gắng để tuân giữ tất cả 16 điều răn quan trọng trong đạo của chúng ta, đừng có vi phạm, đừng có bỏ một điều răn nào cả. Và cái phương thế thứ hai cũng rất quan trọng, chúng ta can đảm mạnh mẽ làm theo tiếng Chúa Thánh Thần,
nhắc nhở qua tiếng lương tâm của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều cảm nhận điều đó từ khi học xong hy sinh đồng tử lễ lần đầu. Xin Chúa Thánh Thần chúc lành cho tất cả giáo sư đồng quan thân yêu chúng ta, đặc biệt 68 em thứ này ngày hôm nay, và xin Chúa Thánh Thần nhắc nhở giúp chúng ta để áp dụng thực hiện hai phương thế tôi vừa chia sẻ với các em thiếu nhi, để tất cả chúng ta, giáo sư chúng ta cùng trong niềm vui tạ ơn Chúa và quyết tâm bảo vệ ơn Chúa Thánh Thần trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Giờ đây là nghi thức ban bí tích nam sắc. Trước hết, cha giáo xứ sẽ kính trình lên đức cha những người con trong giáo xứ được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Con xin kính mời cha, xin mời các em thiếu nhi đứng. Xin đức cha ban cho các em, xin cảm ơn cha. Trước khi lãnh nhận bí tích thêm sức, hội thánh muốn người lãnh nhận công khai lặp lại lời tuyên ngôn khi chịu phép rửa tội, để họ ý thức mối tương quan giữa bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Giờ đây, Đức Giám Mục sẽ thẩm vấn các em xin lãnh nhận bí tích về những điều nhân sinh căn bản thuộc đức tin của hội thánh. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta hiệp ý với các em lặp lại lời tuyên xưng đức. Con có từ bỏ ma quỷ mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đứng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa chúng chúng ta? Xin bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đứng ban sự sống, đứng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sinh, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày người hiện xuống không? Các con có tin hội thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sách sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau đây là nghi thức đặt tay. Đây là phần quan trọng trong nghi thức ban bí tích thêm sức. Lời nguyện trong nghi thức đặt tay gồm hai phần. Trước hết là nhắc lại trạng thái ơn phúc của bí tích rửa tội, là được tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần. Thứ đến, dựa trên lòng nhân từ của Thiên Chúa đã được bày tỏ trong bí tích rửa tội. Giờ đây, Đức Giám Mục mời cộng đoàn. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng, tái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên dân tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh và sẽ sống vĩnh cửu trong bí tích rửa tội, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh và sức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin hãy ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này, xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông minh, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
mời cộng đoàn ngồi. Xin các cha mẹ đỡ đầu tiến lên, đặt tay phải của mình trên vai phải của các em khi đứt nhém một sức dầu, để nói lên trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn các em tiến triển về đức tin trước cộng đoàn. Oh!
Anh chị em thân mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha những tâm tình cầu nguyện, xin Ngài đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trên những người lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, để họ cao đảm sống xứng đáng như những chứng nhân của Thiên Chúa. Chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin. Anh em hãy hiệp nhất với nhau trong cùng một thần khí. Hội thánh được phát triển lớn mạnh là nhờ tình yêu thương và sự hiệp nhất của tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi thành phần trong hội thánh luôn chu toàn bổn phận của mình, sống với nhau trong tình hiệp thông và bác ái, từ đó xây dựng và phát triển giáo hội ngày càng vững mạnh hơn. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức và hết thảy mọi người nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp sống mạnh mẽ hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến, để trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Xin Chúa chúng con. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ dân dân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hôm nay chúng con vui mừng vì được lãnh nhận bí tích thêm sức nhờ ơn Chúa Thánh Thần gọi đến, mà tâm hồn chúng con được đổi mới để chúng con dám can đảm từ bỏ những điều sai trái, mang tình yêu vào nơi quen thuộc, mang bình an và niềm an ổn biết đến với những ai sầu khổ. Nhờ đó mà mọi người nhận thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính đời sống của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng tri ân tình yêu thương của cha mẹ, quý cha, quý sơ, cô chú trong ban đại diện hội phụ huynh, các anh chị giáo lý viên và nhất là các anh chị trong phân đoàn thiếu nhi ba đã hy sinh dạy bảo, hướng dẫn và đồng hành cùng chúng con trong suốt một năm học vừa qua. Xin Chúa ban cho các ngài luôn được hồn an sát mạnh, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để tiếp tục yêu thương và dìu dắt đức tin cho chúng con. Lạy Cha đất long từ, xin thương nhân lời chúng con cầu nguyện, để nhờ ơn Cha trời chung chúng con trở nên những đền thờ sống động của Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
vì
vì này là mình thầy sẽ biến ngục vì các con. Cùng mùa thề tinh ngay sau mưa âm tương, người cần lấy chiếc cùng ta trao cho các con để làm ơn. Tất cả các con hãy nhận lấy mà thôi, vì này là chiếc máu thầy, máu giao ơn là biểu dụng sẽ đổ lại cho các con và nhiều người đều tha tù. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến chúng con ta tiếp lại xin Chúa cho chúng con khi trong phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thân Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thân trong đức lên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phụ Ta Giuse, Đức Cha Tôma chúng tế và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tội ơn Chúa là các bậc tiền nhân, ân thân nhân của giáo sĩ chúng con và mọi người thuộc giáo sĩ tâm quan mà chúng ta gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết theo con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang lên nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ mà ta bằng quý thuộc cho con lên trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được vào hợp thánh sáng tôn nhiên Chúa. Chúng con lại xin Chúa tha số tất cả cho con, cho chúng con được đồng hữu sự sống đời đời cùng Đức Cha Maria mẹ yêu Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm trong lễ, các thánh tu đồ và toàn thể các thánh sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa,
thương, chúng con sẽ luôn trông thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày tương lai của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các thông tử rằng Thầy đem lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin tôi thơ ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Sớm chia buồn vui.
Làm cho hội thánh được vui mừng hoan hỷ, xin cho họ góp phần xây dựng hội thánh trong thế giới hôm nay bằng cách hoạt động theo tinh thần Bác Ơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Cha an toàn. Xin kính mời quý cha đồng tế an toàn.
xin mời cộng đoàn ngồi, riêng các em lại bí tích chúng ta đứng. Trong niềm hân hoan hôm nay, một số các em được đánh bí tích thêm sức nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Giờ đây, đại diện cho hội đồng của giáo xứ, ông chủ tịch hội đồng có đôi lời cảm tạ tri ân đến đức cha và quý cha. Xin thứ mời ông. Trọng kính đức cha Thông Ba, giám mục giáo phận Hội Chu. Trọng kính cha chánh xứ Martino, cha phó Jose và toàn thể quý cha. Kính thưa quý cô sĩ, quý ông bà cố, quý chức hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Lời đầu tiên trong các con được thay lời cho cộng đoàn giáo xứ Đông Quang, quý bậc phụ huynh, quý cha mẹ đỡ đầu và các em thiếu nhi được mạnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Chúng con hân hoan chào mừng đức cha Thông Ba, giám mục giáo phận Bùi Chu đã về thăm và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi bằng một bàn pháo tay thật lớn. Kính mời cộng đoàn. Trọng kính đức cha và quý cha, trước tiên chúng con xin đa tạ Chúa với biết bao ân lành hòn sạc mà Thiên Chúa đã tuân đổ trên giáo xứ chúng con. Nhờ tình thương yêu của đức cha, quý cha mà hôm nay ánh sáng Chúa Thánh Thần và ân sủng của Ngài đang chiếu rọi trên giáo xứ Đông Quang thân yêu của chúng con, đặc biệt là các em thiếu nhi đã được đánh bí tích thêm sức hôm nay. Ngay từ khi đầu tiên đức cha sắp về thăm và ban bí tích thêm sức thì không khí đã rộn ràng vui mừng đã bao trùm trên giáo xứ gia đình mỗi thiếu nhi, mỗi anh chị giáo lý viên, quý hội đồng phục vụ, quý phụ huynh, quý cha mẹ đỡ đầu chung tay công tác với cha xứ để tổ chức thánh lễ. Các anh chị giáo lý viên thì tận tình giúp các em trao dồi giáo lý và tăng cường đức tin chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Và đến giờ phút này thì mọi sự đã diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng con chẳng biết lấy gì để đáp lại những tình thương và công ơn, chỉ biết nói lên hai tiếng cảm ơn. Trọng kính đức cha Thông Ba, chúng con xin đa tạ tri ân đức cha, mặc dù về mặt địa lý rất xa cách với giáo xứ chúng con, tuy nhiên vì tình thương yêu, đức cha chẳng quản ngại dành thời gian quý báu về thăm ban bí tích thêm sức cho các em. Và qua đôi tay thánh thiện của đức cha, mà Chúa đã thông ban ơn thánh thần cho các em thiếu nhi và cộng đoàn giáo xứ chúng con, chúng con cũng xin cảm ơn cha xứ, cha phó đã vất vả lo toan cho các em thiếu nhi được đánh bí tích thêm sức hôm nay. Xin cảm ơn quý hội đồng phục vụ, quý ban trật tự, quý ca đoàn đã nhiệt tình cộng tác phục vụ thánh lễ được tốt đẹp. Cách riêng xin cảm ơn các anh chị giáo lý viên đã nhiều ngày vất vả tại chỗ truyền đạt giáo lý để các em được đánh bí tích hôm nay. Xin cảm ơn quý cha và tổng đoàn cùng kiểm lâm thánh lễ đầu cầu nguyện cho các em. Trước khi hết lời, xin kính chúc đức cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý đồng phục vụ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa luôn bình an, mạnh khỏe, tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần. Một lần nữa chúng con xin cảm tạ tri ân. Giờ đây để bày tỏ tình yêu mến và biết ơn, chúng con xin dâng lên đức cha có hoa và quả mỏ. Người chúng con đang ngồi xuống. Kính thưa cha xứ Martino, cha phó Jose, quý cha đại tế hiện diện, quý chức hội đồng mục vụ cũng như tất cả quý ông bà cô, quý phụ huynh, quý ông bà anh chị em đã thân mến. Cha xứ Martino cũng nói, rồi ông chủ tịch hội đồng mục vụ cũng nói về cái niềm vui cũng như cái sự mong chờ của
giáo xứ cũng như của gia đình các em và chính các em trong ngày hôm nay. Và thú thật là tôi còn mong nhiều hơn 7.000 con tim của Long Quang, vì tôi cũng lại đã phải sắp xếp cho cái ngày mà tôi có thể vào được ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng quý ông bà, anh chị em thấy niềm vui của chúng tôi. Tôi không biết những lần tiếp xúc trước đây đã đọc vô xe những ca phụ tá hay là có đông các ca đồng tế như ngày hôm nay không. Hôm nay để biểu tỏ niềm vui của tôi hân hoan khi tới tham quan cho ban biết tiếp xúc cho anh chị, cho 68 em thiếu nhi cũng như lần thứ hai dạy thành lễ tại đây. Tôi đã phải cố gắng sắp xếp đưa 12 cha từ ngoài của chú vào đây đồng tế cầu nguyện cho anh chị em. Đó là niềm vui của tôi cũng như niềm vui của người chú khi đến với giáo sư Tân Quang cũng như đến với quý ông bà anh chị em. Rất mong rằng sự hiện diện cũng như những lời cầu nguyện của chúng tôi sẽ đem nhiều ơn Chúa xuống cho toàn thể giáo sư Tân Quang này. Và tôi cũng còn nhớ lời trong thánh lễ đầu tiên tôi cũng có chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Vì thời gian trước đây tôi cũng ở cái vùng học môn, nhưng lúc đó chưa có cái nhà thờ nào đẹp ở cái vùng này như nhà thờ Đông Quang của chúng ta. Và cho sự vấn nhắc với tôi, và điều mà tôi bày tỏ cũng chỉ là cái tâm tình đơn sơ của tôi. Vì ngày xưa tôi ở Đồng Nai, Xuân Lộc, thì cứ mỗi lần tôi đi ngang qua cái vùng Biên Hòa thì tôi luôn để ý tới gọi là cái nhà máy bóng làm bóng điện Đông Quang. Cho nên lần trước tôi đã nói là tôi ước mong 7.000 con tim nơi đây trở thành 7.000 bóng điện thật chiếu sáng để giải tỏa đức tin, đặc biệt đức bác ái yêu thương tới cho mọi người. Điều đó tôi vẫn nhớ cũng như cầu chúc cho quý cha cũng như quý chức cơ đồng phục vụ và hướng bạn chị em được những điều mà chúng tôi cầu nguyện cũng như Chúa chúc lành cho giáo xứ Đông Quang của chúng ta. Với 68 em thiếu nhi đã nhận bí tích tiếp xúc hôm nay. Hôm nay là ngày vui của chúng con, cha cùng với cha xứ Mạnh Như Lâu cũng như cha Phó Du Xe và các cha hiện diện chung vui với chúng con cũng như gia đình chúng con. Hôm nay ai cũng thấy chúng con đẹp và nhất là các cha, rồi ban giáo lý, rồi cha nghe rằng là chúng con cảm ơn đặc biệt và là các anh chị trong cái phân khối thứ ba mà nó trực tiếp cho chúng con trong suốt và tập học tháng lý vừa qua. Chắc chắn mọi người vui rất nhiều. Về phần cha khi mang bí tích thêm sức, đặc biệt khi sức dầu thánh trên chạm các con, cha biết rằng các cha cũng như ban giáo lý đã chuẩn bị cho chúng con, và chúng con đã được tập rất kỹ lưỡng chú đáo. Tất cả 68 em khi cha sức dầu thánh thì đều thưa amen ngoan ngoãn, cũng như khi cha chúc bình an thì đều đáp lại và ở cùng cha. Đó là điều rất đáng khen, xin mọi người vỗ tay để chúc mừng cho các cha. Và cha chia sẻ với chúng con điều này. Khi cha đi thêm sức ở buổi chu hay có khi cha về Xuân Lộc Sài Gòn cha đi thêm sức, thì cha luôn bày tỏ cái tâm tình của cha trong thánh lễ vừa qua. Cha cầu nguyện đặc biệt cho chúng con để chúng con chu toàn cái nhiệm vụ của người tín hữu trưởng thành. Sau khi đã lãnh nhận bí tích thêm sức ở nơi thôn xóm, ở nơi trường học của chúng con, và cha luôn cầu nguyện một điều đặc biệt này. Không biết cha chưa có dịp về tại Đông Quang nhiều lần, cha cũng nghe cũng có gọi là một số cha xuất thân từ giáo xứ Đông Quang, gọi là những cha quê hương hay là cũng có quý sơ quý gì. Nhưng đương với chúng con là cái lớp đầu tiên thêm sức mà cha ban cho chúng con khi cha về thăm tại giáo xứ Đông Quang này. Cha cầu nguyện cho một số chúng con sẽ được một hồng ân rất đặc biệt này, là được ơn gọi đi tu. Đi tu có nghĩa là dâng mình cho Chúa, phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội.
từ Đông Quang lên tới trung tâm phục vụ Đại chủng viện Thánh Nhân Sai Sài Gòn cũng gần lắm. Chắc nhiều em cũng ước mong nên đưa đặc biệt các em nam để vào trong chủng viện rồi sẽ như các thầy là bên của các cha. Bên nữ cha cũng nghĩ rằng là nhiều em với ơn Chúa hướng dẫn để rồi chúng con cũng sẽ được cái học nghệ đặc biệt đó. Và ước mong 10 năm hay 20 năm sau, từ cái lớp thêm sức 68 em ngày hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2024 năm nay, sẽ có một số em được học nghệ đặc biệt đó. Rồi chúng con sẽ trở nên những linh mục hay những tu sĩ. Và rồi bài trở về nhà thờ giáo sứ Đông Quang này, dâng thanh lễ tạ ơn Chúa cầu bình an cho mọi người. Chắc cha xứ cha phó rồi không bà bố mẹ cũng mong mỏi cầu nguyện cho chúng con, và cha xin chúng con tiếp tục cầu nguyện đặc biệt với Chúa Thánh Thần khi cha xin dầu thánh trên cha các con, cũng như cho chúng con rước lễ. Vì số chúng con ít cho nên là cha cũng đứng kính chúng con. Cha thấy bên nữ có 31 em, bên nam 37 em. Cha mong rằng bên nam đông hơn thì đi tiêu nhiều hơn để ba muốn có nhiều linh mục để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội nhé. Chúng con bằng lòng không nhé? Rồi cảm ơn tất cả chúng con. Một lần nữa xin cảm ơn cha xứ, cha phó, quý chức hội đồng phục vụ cũng như tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng tôi vẫn cầu nguyện cũng như ước mong để với ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy ngày hôm nay như tôi cũng đã chia sẻ, để xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đồng hành, đồng đỡ, chúc lành cho tất cả giáo xứ Đông Quang thân yêu chúng ta. Và để bảo đảm cho những lời cầu chúc đó, giờ đây tôi ban phát lành với lễ cho toàn thể cộng đoàn chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho anh chị em được tái sinh với nước và Thánh Thần, và nhân anh chị em làm nghĩa cử, xin người ban phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em xứng đáng với tình thương của người. Đức Giêsu Kitô, Con Một của Thiên Chúa, đã hứa cơ Thánh Thần chân lý đến ở cùng giao hội. Xin người ban phúc lành cho anh chị em và cho anh chị em sức mạnh của Thánh Thần để can đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. Chúa Thánh Thần là Đấng Vào Trời đã bớt lời yêu mến trong lòng các tông đồ. Xin người liên kết anh chị em nên một và dẫn đưa tới hướng niềm hoan lạc của nước Thiên Chúa mà không bị vấp ngã trên đường. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Anh em ra đi có thấy vỡ vỡ.
Bồi thêm lửa mến soi sáng.